thành cảnh nào nhưng mà vô công vô một cái thì sao cũng thua thôi. Bậy não quá. Ủa là sao vậy? Không hiểu luôn á. Thành cỡ nào nhưng mà vô công vô một cái thì sao cũng thua thôi. Bậy não quá. Anh em cố gắng làm cái chiến thắng kiểu như nó cho nó hoàn hảo một chút để cuối tuần anh em mình vui vẻ nhau tiếp, hiểu không? Với lại team nào team mình là team có thực lực, các em phải hiểu là mình không phải là team không biết chơi, chuyển qua là mình chỉ cần đánh đúng với điều kiện thắng của mình, đánh cùng nhau, hiểu không? Làm gì cũng cùng nhau hết. 1, 2, 3 Không. Nghe. Ok, lo. Mãi nồi bên một kìa. Đây, cái gì? Không, đại nói khen anh em mình đánh chắc không có tìm được cơ hội để găng luôn á. Xong nhân trí cho cơ hội quá trời. Đánh với anh này á, rồi nó đánh mình là mình đánh với FCK á. Mấy chân sau lọt mặt lại ra mình tìm nỉ. Chưa lo rồi. Trận đấu đầu tiên trong ngày thi đấu này, ván đấu đầu tiên giữa đội tuyển đó chính là Team Will đối đầu với cả Team Flash. Cho nên nếu như Vịt sống sót qua cái thanh trường đó thì anh ta vẫn sẽ rất khỏe. Còn khu vực này là Killua bị tấn công rất nhiều, anh ta kịp dùng chi một quay ngược lại bung lốc xoáy, có thủy lê tầm nhìn tung ra Killua một chấm máu, có hồi máu, anh ta vẫn đang sống được, né được phi thạch và Killua vẫn sống. Gấu thả ra và Lori có được mạng của phút một, người bị kẹt là Asen và anh ta cũng đang phải nằm ba mạng cho bên phía của Team Will. Họ tìm kiếm mục tiêu là Budin chàng Nagiya đang tiến vào sẵn sàng cho tình huống tăng trụ. Budin bị làm choáng bên trong trụ, bị tấn công rất nhiều, bị e sẵn sàng vươn cú móc nhưng móc hình như không trúng rồi. Budin mới tốc biến, Nagiya vẫn đuổi theo và có được mạng cũng là solo kill dành cho Nagiya. Và bây giờ sẽ là hai cái nhà lính thủ vệ bên phía của Team Will. Team Will họ đang bắt đầu muốn đánh chậm lại và bây giờ Team Flash họ lao ra chỉ là tự sát thôi, bây giờ họ có thể nghĩ tới trận đấu sau được rồi. Và các thành viên của Team Will họ quyết định đó chính là về nhà mô đồ và đẩy tiếp nốt. Nhà lính lao thẳng vào bung lốc xoáy tới câu phút một, Yoshino là người bị tiếp cận phản đòn tốt để có thể làm choáng Killer Win, nhưng tóc biến móc giữ chân vào người của một thêm một lần nữa, anh ta đã bị tấn công, đó là Bia có đường mà hạ gục. Nagiya bắt đầu bơi vào cố gắng đánh là vị trí của Yoshino nhưng anh ta đã phải nằm xuống và Team Will sẽ kết thúc ván đấu khi mà Team Flash không còn quá nhiều khả năng chống cự. Gấu thả ra mất thanh tẩy là Budin nhưng ta vẫn phải nằm xuống với một tình huống quy quá tốt của Glory. Cố gắng bấm hồi là Zen nhưng gần như là bất lực. Team Will vừa lên nhà trước với tỷ số 1-0. 16-0 là tỷ số ở trong trận này, không phải, đó là 17-0. Tập trung vô 100% công lực hôm nay ha. 1, 2, 3, tiếp.
Và giờ thì chúng ta chính thức đến với ván đấu thứ hai trong cuộc đối đầu giữa Team Well và Team Flash, khi mà Team Well đang vươn lên dẫn trước với tỷ số 1-0. Còn sẽ là mục tiêu quan trọng hơn bên phía của Team Flash, họ sẽ hướng tới khi mà Pudding đã có 4 đồ. Thật ra pha vừa rồi tôi nghĩ rằng là Team Flash rất muốn đánh. Lori tiến ra khu vực đường giữa, tấn công người của Zen. Zen bị giữ chân, bị hôn gió, bị tiếp cận, bị dồn sát thương, có lốc xoáy bùng vào. Zen thấp máu, Zen nằm xuống dưới sát thương của Killer Win. Lori còn một lần vi hồn, anh ta tiếp cận vào người phút 1. Người chưa hồi lại tốc biến, tấn công vào người của phút 1 phía bên này. Thì vị riêng của mình đang bị tiếp cận bởi 3 thành viên địch. Anh ta bị kéo về bởi chân của máu. Dùng điên để tốc biến đi. Bỏ sắp chết tới, được double kill dành cho Yoshino. Nhưng sau đó, Pudding không được chơi, anh ta đã phải nằm xuống. Bùng lòng đến từ vị trí của mình, anh ta solo kill với là Yoshino. Nhưng Yoshino có khổng lồ hóa và có được bài hạ gục. Có được double kill, có được triple kill dành cho Yoshino. Killer Win lao vào, cũng gõ cực gắt và có được bài hạ gục ngược trở lại. Bây giờ một mình Sora là quá đơn độc trước những cái thiết bại của Killer Win. Có lượng máu ảo khá tốt và có luôn cả khả năng hồi phục. Quyền lực thiên nhiên được dùng sớm, nó giữ chân hai người là Killer Win cộng với Nagaya. Yoshino đang vòng sau tiếp cận vào người của Lori, nhưng Yoshino đang móc máu, anh ta bắt buộc phải bấm nó hồn và lao vào của Killer Win. Bùng lốc xoáy, bản thân sẽ bật lên nhưng không có quá gì sát thương và Yoshino đã phải nằm xuống. Bên phía của Team Well chạy lên tiếp cận vào người Pudding. Pudding đang bị tấn công, anh ta bị kéo về và vẫn có được mà hạ gục. Bên phía của Team Well đang có được lợi thế, họ tiến thẳng vào khu vực đường trên. Tạm thời thì Team Flash đang thực sự rất rất khó khăn trong khả năng phòng ngự nếu như mà Team Well vẫn tiến vào. Và cái trụ nhà chính đang trơ trọi, Team Well tiến thẳng lên, bay cá voi có được chiến thắng thứ 3 trong tuần thi đấu đầu tiên, chứ sẽ là tuần thi đấu thứ 4. Và một chiến thắng vô cùng quan trọng dành cho Team Well để họ có thể sắp lại tinh thần sau 3 trận thua liên tiếp. Lê Sinh thua đúng không anh nè? À. Em cũng thấy vậy nên em để bị tẩy não. Sao mà em để em biết sao em bị tẩy não. Không mà nhưng ra cái này thì sau trận thắng với Team Flash thì chiến thắng này đối với team mình cực kỳ quan trọng, tại vì nó sẽ giúp cho team mình có cơ hội để một lần nữa cố gắng củng cố vị trí của mình, cố gắng lên vươn lên top 4 và lấy lại cái tinh thần để cho anh em nó sau ba cái trận thua thì hai trận đấu này ngoài trận 1 anh em nó làm rất là tốt, trận 2 thì ngoài cái ban tích mình còn cải thiện thêm một chút thì cái những pha mà của Lori cũng như Đạt thì cũng cần phải xem lại chút, nhưng mà nói chung là team đã làm rất tốt để chống chọi những con bài bóc của team bạn như Shannon. Thì mình hy vọng trong trận đấu với TS cũng như là trận đấu của với MB thì team mình cũng sẽ làm tốt như vậy và giành chiến thắng để cho team mình sẽ cào vào lễ ốc ở mùa này.